bạn nhé. Thì bây giờ cũng mình về tới nhà rồi. Thì mình hôm qua đánh nước nó cạn quá. Thì hôm nay mình đổ ra xong hôm nay mình nghỉ các bạn nhé. Rồi các bạn nhé, hôm nay mình làm rồi. Đấy, các bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì để số điện thoại thì vợ chồng mình sẽ điện. Bởi vì mình là đàn bằng cái làn nhựa này là đánh rất là rất bền này, không bao giờ đứt được cái dây tầm đấy. Bởi vì nhiều bạn hỏi ống đấy thì ống ở Chiến Minh bây giờ là ống toàn ống gọi là họ làm chất lượng là kém quá, là mình cũng không dám chuyển. Bởi vì đánh đi là nó cũng hay bị dập. Có nước khi đánh thì nó nhan, bởi vì đi đánh giòn thế này là chạy là nó hơi vất. Thank you.
Rất rất các bạn. Mình xin được dừng video rồi các bạn nhé.